Hôm nay Trần Anh chào bà con nha. Có một trường hợp hy hữu như thế này nè. Nói chung là Trần Anh bán một cái xe mẫu Lacetti mà gốc bản số 49 ở đây, mà xe cái nguồn gốc của xe này thì Trần Anh biết là rất là rõ ràng như thế nào rồi, vì xe này là gần cái chỗ salon cho anh bán, mà gia đình người ta là gia đình có điều kiện gốc 49 luôn, mà giao cho em trai về ở Kiên Giang á, giao cho em trai về ở Đảo Phú Quốc á, thì em trai có chạy lên salon lấy xe và đã kiểm tra rất là chi tiết rồi chạy về thì không hiểu sao đi qua đảo Phú Quốc có lúc chạy thì cái máy lốc lạnh nó về đến đó nó bị hư, cái đó là nó sự cố bên ngoài, còn máy móc thì Trần Anh vẫn bảo hành máy số cho anh em. Nhưng có cái thực tế là đưa ra cái gara ở cái đảo đó đó, nói thẳng là toàn gặp mấy thằng thợ bất nhân, nói thẳng bất nhân, nói chung thằng em nó không có rảnh. Khi mà đi ra cái chỗ cái máy lạnh á thì nó kêu hư lốc lạnh, hư lốc lạnh, lốc lạnh không hoạt động được, xì nhớt, thì Trần Anh vẫn chấp nhận, tại vì người em nó quay kêu là như thế thì anh vẫn chấp nhận. Trần Anh á, cái lốc lạnh á, Trần Anh mua ở trên chỗ Trần Anh cái lốc Lacetti á, thì anh chị nghĩ nó bao nhiêu tiền? Mới tinh có 3,5 triệu mà nó lấy thằng nhỏ 10 triệu, nó lấy 10 triệu xong anh ấy biết như thế nào không? Nó kêu là nó bao cho máy lạnh, rồi đến lúc á không biết cu lấy hoa hay sao á, nó về nó lột cái sàn hay cái gì đó, tự nhiên thấy nước ở trong hết cái sàn luôn, mà không hiểu là sao nước ở đâu ra. Thì Trần Anh mới kiểm tra, Trần Anh mới nói là bây giờ em kiểm tra lại cái lọc lạnh nó có bị tắc hay không, tại vì rất là nhiều trường hợp là khi nó bị tắc cái lọc lạnh là nước nó không thoát ra ngoài được, nước nó sẽ ứ, nó sẽ tràn vào từ ở trong cái lọc lạnh ở dưới cái họng ngay chỗ côn ga số và bên phụ á, ở trong nó còn một cái lọc lạnh nữa. Đó là như thế, Trần Anh mới kêu kiểm tra thì người em nó kiểm tra lên. Đó. Xe nói chung là có câu chuyện như thế nào thì mình cũng nói luôn. Cái người em nó kêu là anh bán xe sao mà nước nhiều vậy? Anh nói là anh mới nói với người em là không, riêng trong cái xe đó không bao giờ có nước. Người em nó kêu là xe ngập nước, Trần Anh mới nói là nếu mà ngập nước á, em kiểm tra giùm anh mấy cái giắc công tắc, mấy cái bảng chỉ dẫn cầu chì nó ngập nước sàn là nó ten hết, em kiểm tra đi. Hộp bảng chỉ dẫn cầu chì rất là mới, ở trong đó không có bờ gì hết. Tại vì đợt trước là khi mà đi lấy xe thì Trần Anh cũng có nói chuyện với thằng gara, nói chung đôi lời qua tiếng lại, tại vì thấy nó chém khách hàng ghê quá nên mình tức mình nói. Cái cú sau thằng em nó đưa vô trong đó nó sửa sửa sao tự nhiên bây giờ như nó bị tắc đường lạnh hay sao á, bắt đầu nó tràn vào ở trong nó, nước nó lâu ngày nó tràn vào ở trong cái đồ lót sàn á thì có nước, nhưng mà nếu anh em cứ nó kêu Trần Anh là ngập nước, kêu mà nếu mà ngập nước thì cái xe đó là nước nó phải đen, và thứ hai là cái sàn nó phải reset, đây cái sàn mới tinh mà nó vắt nước ra, nước trong veo, đảm bảo với anh chị là có người chơi Trần Anh, nhưng mà chắc chưa đủ điều kiện để mà chơi Trần Anh đâu. Cái người em nó mới nói là bây giờ thu lại, thì riêng cái xe mình bán ra mình phải thu lại. Người em nó thích bán cho người em đó 195, người em nó thích, người em nó có thể chạy lên tới salon Trần Anh, Trần Anh mua lại cho 195 luôn. Nếu mà tình trạng mà Trần Anh mà bán cái xe tào lao đó cho khách đó, xin lỗi anh chị, Trần Anh chả bây giờ Trần Anh thu lại đâu. Trần Anh vẫn thu lại để cho thằng em nó lấy một cái, để nó là một cái niềm tin, không phải anh bán vì cái xe mà có 100 200 triệu mà mình tào lao được với khách đâu. Nhưng mà khổ nỗi thằng em này nó không biết gì cả, nó không biết một tí gì về xe, nó tàn nghe là thằng thợ vẽ, nó tàn nghe thằng thợ vẽ, cho nên lên clip này thì cũng chả sợ đâu. Người em nó nói với Trần Anh câu là anh thích thì em cho lên mạng, kêu không cần cho đâu, và Trần Anh đưa lên, Trần Anh quay mặt Trần Anh, và Trần Anh lên một cái clip nữa có hình ảnh cái xe đó luôn. Trần Anh vẫn nói là nếu mà em nói là bị ngập nước, anh có thể bao em ra gara em kiểm tra. Bao em ra gara em kiểm tra, nếu mà gara kiểm tra phát hiện ngập nước, anh chịu trách nhiệm hoàn toàn. Còn nếu không á, thì em đừng có vì một cái lý do gì hết mà em nói anh thế này thế kia. Nghĩ bán cái xe chưa lời chưa được tới 5 triệu mà em nó chạy về. Đúng ra Trần Anh không có bảo hành lốc lạnh. Nhiều khi cái lốc lạnh nó về nó chạy nó hư hay là hết ga nó hư như thế nào thì có ai mà biết được. Bây giờ từ Bảo Lộc và xuống Phú Quốc tới 600 700 cây, sao mà biết được em nó như thế nào. Mà cuối cùng Trần Anh phải mất tiền oan 10 triệu, 10 triệu để sửa. Sửa xong rồi chưa hết đâu, sửa xong rồi lại tiếp tục tìm ở đâu ra ở dưới nước đó.
hay là cố tình hay là mấy thằng điện lạnh nó cố tình nó đổ một ke nước vào trong sàn đó, nó chơi mình rồi nó kêu xe, nó xe gập nước. Nếu mà xe gập nước á, thì phải cái nước lâu ngày nó ở trong cái sàn nó phải có mùi hôi, mùi ẩm mốc và nước màu đen, đây vắt ra nước màu trắng tinh. Nước này đảm bảo mới có người đổ vô cái sàn đó mà cố tình lột ra, nói là Trần Anh bán xe gập nước. Trần Anh người thật việc thật, Trần Anh không ngại vấn đề đó và lên clip luôn, nói luôn, chứ không thể đừng có uy hiếp Trần Anh. Mình sống không có sai cho nên là mình chả sợ gì cả. Còn mà muốn mà để qua mặt Trần Anh á, muốn mà kiếm tiền á thì chắc không thể nào đâu. Cái lúc lạnh đó đúng ra Trần Anh thay bao nhiêu tiền đâu, cái lúc lạnh cho nó hư luôn đi, thay cái lúc lạnh mới 3,5 triệu cái lúc lạnh của con Lai City 3,5 triệu, cuối cùng mình phải mất 10 triệu là tiền oan rồi đó. Trần Anh mất tiền oan rồi, bây giờ lại lòi thêm một cái gập nước. Mà tại sao em lại dỡ lót sàn ra, tại sao em dỡ lót sàn ra sau lúc ở trên salon á, nếu mà xe nó nước như vậy á thì em ngồi lên em phải biết rồi chứ, tại sao đến giờ này em về em chạy hơn nửa tháng rồi, giờ em lại kêu là xe gập nước. Em nói anh nghe coi, bây giờ gập nước ở đâu? Nếu mà xe gập nước đó em mang lên đây, em mang xe lên đây cùng với anh đi test đó, lấy lại cái danh dự cho anh, chứ không phải là em muốn nói gì em nói đâu. Cái xe nó chỉ có 100 mấy 200 nó không có quan trọng, nhưng mà cái gì chuẩn thì thôi. Thì em nó nói là bây giờ có thương lượng không, kêu không có cần phải thương lượng, mình không có làm sai cho nên mình không cần phải thương lượng. Cho nên Trần Anh là vậy đó. Nói chung là nhiều người muốn hãm hại mình lắm nhưng mà không hãm hại được đâu. Cái đầu người ta có ghê lắm nhưng mà người ta cũng không bao giờ người ta qua được Trần Anh đâu. Còn nói về cái tình trạng cái Lai City nó gặp nước á, xin thưa Trần Anh đi bao ra gara kiểm tra các kiểu. Còn nếu mà đã không thích vì một cái lý do nào đó thì cứ nói, rồi Trần Anh sẽ thu lại, bán 195 thu lại 195, không phải ngại không phải sợ. Còn đừng có đổ lỗi là do xe ngập nước mà trả xe. Cái xe bây giờ tự nhiên tháo banh hết cái sàn ra rồi đi lau nước ở trong đó. Tại sao ở trên salon không lau? Mà tại sao là về gara là bắt đầu lau rồi chùi rồi dọn? Rồi chạy cả cả nửa tháng nay rồi sao? Sao lúc ban đầu không nói luôn đi. Rồi bây giờ lại đổ thừa là xe ngập nước. Xe ngập nước thì sao cái nước nó trong veo vậy? Thì Trần Anh nói Trần Anh sẽ úp úp cái clip đó, người em nó quay lên cho anh chị xem. Giữa một cái xe gập nước và cái xe gập nước nó khác nhau hoàn toàn. Dắt cắm của em nó ở dưới sàn rất là khô ráo. Nước thì kêu là mang tiếng là xe gập nước, nước ở trong thì trong veo. Cái đó gọi là gập nước à? Hay là cố tình đổ một xô nước vào trong sàn để chơi mình? Đúng không? Trần Anh nói gì bà con nghĩ đúng không? Chứ làm sao Trần Anh vẫn cái xe đó, Trần Anh vẫn luôn luôn tự tin, không bao giờ có cái chuyện đó. Trước khi mua một con xe, Trần Anh đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng cái con xe đó rồi, có dọn dẹp vệ sinh chứ bao giờ có gọi là nước ở trong đó. Nhưng mà hôm nay là như có nước ở trong đó, có thể là chủ nhà không biết, hoặc có thể là chủ nhà cố tình, hoặc thằng điện lạnh nó cố tình nó chơi mình. Nói vậy thôi. Bây giờ cái xe anh chị mở cửa ra em cho vô xô nước rồi xong, đó là xe gập nước rồi đó. Đó vậy thôi, chỉ như vậy thôi. Còn cái xe gập nước là cái sàn nó xét lẹt à, mà đây cái sàn nó mới tinh. Mà chủ nhà ngày xưa là người ta đã dán toàn bộ cách âm hết dưới sàn. Xíu Trần Anh sẽ gửi clip chơi cho bà con xem cái này nha. Chứ người ta đòi phốt Trần Anh trên mạng, không cần phốt, Trần Anh lên Trần Anh phốt đó, Trần Anh nói luôn cho. Ở từ xưa đến giờ chưa bao giờ bán, 10 năm nay chưa bao giờ gặp cái tình trạng như cái thằng em này ở đảo Phú Quốc. Chưa bao giờ gặp cái tình trạng như em ở đảo Phú Quốc. Đó là vậy. Về hết cái này rồi đến cái kia, cái lốc lạnh. Máy móc thì ngon lành, máy móc thì không có ảnh hưởng gì cả. Tại vì đẹp từ Trần Anh về tới Phú Quốc nó sống hoài trong cây, còn qua phà rồi vô đảo nữa. Nhưng mà nói một câu là anh bán xe gặp nước là không, Trần Anh không chấp nhận được. Mà nếu mà Trần Anh mà bán xe gặp nước thì anh sẽ không bao giờ Trần Anh dám thu. Trần Anh vẫn dám thu lại, mình có nói với em không thích lên đây anh có thể anh thu lại. Anh bán cho em 190 mấy triệu, anh thu lại 190 mấy triệu với điều kiện em phải ra bản số, tại vì xe đó rút hồ sơ ra cho thằng em rồi. Và cái thứ hai là anh bán xe tại salon cho em thì em phải trả lại cái xe đó nguyên vẹn tại salon cho anh, chứ không phải là kêu anh đi ra đảo anh lấy đâu, anh đâu có rảnh như vậy anh làm những cái trò đó. Nhưng mà kêu mấy cái thằng thợ lặn ở ngoài đó nó sống
để cái đức lại cho con cháu sau này, đừng sống ác quá. Mà chơi anh thì không có điều kiện để chơi đâu, chưa có đủ tuổi và chưa có đủ 5 tháng nghề nghiệp để mà cố tình gài anh cái kiểu đó đâu. Không biết là em biết hay là nó với em như thế nào anh không biết, nhưng mà nếu mà cố tình gài anh thì xưa rồi. Đó, làm clip là chia sẻ với con thôi, tại vì người ta đòi phốt cho anh thì sẵn rồi, em mình thích phốt mà, mình cho mình lên mạng luôn đi. Đó là vợ cho nó thoải mái. Nó còn thích ra gara, ra gara kiểm tra luôn, cho thoải mái luôn, bao hết mà. Đó là vậy. Chắc chừng anh nói vậy anh em hiểu rồi. Có nhiều trường hợp 10 năm nay rồi, 10 năm chừng anh làm đây là 10 năm đến 11 năm chưa bao giờ gặp cái tình trạng mà như thế này. Hôm nay trong đời nè, gặp cái tình trạng như thế này nè. Mà người em nó đòi thương lượng, đòi thương lượng cái gì? Đòi bớt tiền hay là đòi gì nữa? Bán cái xe đó lời không quá được 10 triệu. Phụ hết 10 triệu, cái lúc lạnh có 3 triệu mấy, phụ luôn 10 triệu. Bây giờ còn đòi cái gì? Hay là có lý do chán quá rồi bắt đầu đổ nước vào sàn rồi cố tình như vậy để quay cho Trần Anh rồi để mà Trần Anh thu lại. Trần Anh vẫn thu với điều kiện chạy lên đây và với điều kiện phải đi test. Nếu đúng con xe đó ngập nước, Trần Anh sẽ làm clip và Trần Anh sẽ nói luôn ở trên mạng là nó do lỗi Trần Anh. Nếu sai, người em đó phải xin lỗi trước mặt Trần Anh và Trần Anh đưa lên clip để cho anh em thấy khuôn mặt của người đó như thế nào. Anh em nha, đó là Trần Anh nói. Đâu đó phải rõ ràng, nếu đó là xe ngập nước cho anh sẵn sàng cho anh xin lỗi bà con trên cộng đồng, mà nếu không phải cố tình mà giáo hoài cho Trần Anh đó, thì người em đó phải xin lỗi trước clip này và lên cho toàn thể bà con cô bác trên toàn cộng đồng YouTube biết là mình cố tình như thế này để cho lần sau né ra, chứ không phải vì 50 triệu mà đi đánh đổi được đâu em à. 10 triệu nó nhỏ lắm, hay là 20 triệu nó cũng vậy thôi. Còn tính Trần Anh từ xưa đến giờ bà con từng biết rồi đó, con người sống ngay sống thẳng không bao giờ sẽ chết hết á, thật. Đó là như vậy anh chị nhé.